hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục vào live stream nhá và trước tiên thì không biết là cuối tuần vừa rồi các bạn đã làm đề thi thử của dũng mori chưa à, hiện tại thì đang ở đợt thứ ba rồi đúng không hay, ok. Cuối tuần vừa rồi thì là đợt thứ ba. Đó, Dũng Odi đã triển khai thành công 3 đợt thi thử rồi. Vậy chỉ còn hai đợt nữa thôi là đợt số 4 và đợt số 5 sẽ diễn ra vào cuối tuần này và cuối tuần sau. Mọi người tranh thủ đăng ký và tham gia thi thử nhé. Ngoài ra cho bạn nào chưa biết thì Dũng Odi có đang triển khai các đợt thi thử với những tính năng vô cùng mới mẻ, vô cùng xịn sò. Ví dụ như là có bảng xếp hạng top 100 này, có sơ đồ đánh giá năng lực này. Tiếp theo là được xem lại đáp án ngay sau khi các bạn làm bài thi, có chấm chữa tự động và có cả phần giải thích luôn nhé. Cuối cùng là các bạn hoàn toàn có thể theo dõi kết quả mình vừa làm thông qua từng đợt thi, xem mình đang tiến bộ lên hay không, hay là kỹ năng nào mình đang bị yếu và cần cải thiện ngay lập tức. Ok, Đấy, có bạn nào cuối tuần vừa rồi có tham gia phần thi thử thì nhớ comment xuống bên dưới số điểm mà các bạn đã đạt được nhé. Liệu tên của mình có được ghi vào top 100 trên bảng xếp hạng của Dũng Mar đi hay không ạ? hãy Còn tiếp tục với chuỗi series ngày hôm nay thì 8 tuần chúng ta chỉ còn lại có 2 tuần thôi, phải không ạ? Còn 2 tuần nữa là sẽ diễn ra chính thức kỳ thi thử GPT rồi. Vì vậy là chúng ta tranh thủ trong 2 tuần còn lại này, một quãng thời gian cũng không còn nhiều nữa nên là mình sẽ cố gắng mình uh, trau dồi và mình focus you, mình ôn lại thật là nhiều kiến thức có thể nhá. Ngày hôm nay là thứ hai đầu tuần nên chúng ta sẽ live um, gọi là dễ dàng đơn giản thôi là từ cấp độ N5 và N4. Ở đây có bạn nào đang học N5 hay N4 thì mọi người nhớ thả like. Hãy nhớ thả like và tên bạn tang tên bạn bè của mình vào để cùng học livestream nhé. Y des camina sa. Ok chưa? Hãy và 10 câu đầu tiên thì mình sẽ cùng các bạn đồng hành nhá, là những câu rất là dễ thôi mọi người. Rồi ngay câu hỏi số 1 luôn này, chị bằng. Kono kurasu wa nani nani ga Des, hay. vì là chữ Hán của n năm đúng không? Nên người ta sẽ hỏi mình hai cái chữ này. Thật ra nếu mà xét vào chữ Hán thì nó là hai bộ thủ nhỏ thôi. Ở đây có ba bạn đã comment rất là nhanh rồi. Trần Tuấn sàng chọn 2, Phạm Giang chọn 2, Bùi Tiến Dũng chọn 1. Onanoko. Bạn Nguyễn Tường Vi chọn 2. Ok, chắc chắn thì đáp án đúng chỉ có một thôi đúng không? Đó chính là Nhi -vang Des. Ôna no nanocod có thể là các bạn sẽ bị nhầm là chữ ô hoặc là cô có trường âm thì thật ra một ba và bốn chỉ là những đáp án đánh lừa đúng không nó có thêm chữ ư này hay có thêm chữ ư này cho nên là khi đi thi cũng vậy ạ người ta rất là có cái xu hướng đưa trong đề thi những cái cách dễ nhầm lẫn như thế này mọi người để ý nhé còn về cách dịch nào tất cả từ mới các bạn đều đã được học rồi đúng không Ừ, ok. Rồi, cứ sự các bạn có biết không? Chữ katakana chính là từ class, lớp học đúng không? Vậy là lớp học này có gì? Ui, ôi ở đây là gì mọi người nhỉ? Nhiều đúng không nào? Lớp học này có nhiều bạn nữ, nhiều bạn gái. Ừ, nhớ mà nhá, mọi người cứ thử dịch câu ở số bên dưới phần comment nhá, CC sẽ, sẽ đọc hết ạ. Onna no là bạn nữ là bạn gái. Lớp này nhiều nữ sinh chính xác bạn Trần Tuấn rằng nha. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2 Ni bằng Tiếp tục là cách đọc chữ Hán nha Mọi người nhìn kanji và chuyển sang hiragana tương ứng Kesa wa nani nani ji ni okimashita Hãy Chữ Hán này là số mấy mọi người nhỉ? Chắc chắn là số đếm rồi Mọi người có thấy quen không? Chắc số chính là phần kanji đầu tiên mà các bạn được tiếp xúc khi mà học tiếng Nhật đúng không? Bạn Vũ Thị Lân chọn một Ichi cư dị Trần Tuấn chọn một kuji Hãy Phạm Lan à Ngọc Lan Dương chọn 1 hay Bùi Tiến Dũng 1. Ok. Trần Tuấn sáng nay đã dậy lúc 9 giờ. Vũ Thị Lân sáng nay đã ngủ dậy lúc 9 giờ. Rất là tốt ạ. Mọi người nhớ comment cách dịch luôn nhá. Một công đôi chuyện đúng không? Chúng ta học luôn. Kê xạ là sáng nay này. Đây là số 9 là cửu trong bảng cửu trương ấy. Đúng không? Thế cho nên nó sẽ đọc là số 1. Cư dị. Nếu mà xét về chữ cửu thì thật ra nó có hai cách đọc là cư hoặc là Q Tuy nhiên trong hai trường hợp đặc biệt nhất đó là về giờ giấc và về tháng ạ thì mình sẽ đọc là cự ví dụ như là cư gi, 9 giờ hay là cư gắt chín 9, tháng 9, đúng không? Tháng 9 Còn kêu thì là số đếm bình thường thôi Ví dụ tôi có 9 cái, vân vân ừ, Rất là tốt, các bạn dịch đúng rồi đúng không? kia xạ là sáng nay Okimashita là thức dậy Vậy là sáng nay tôi đã thức dậy lúc 9 giờ Hãy, minasan wa Kesa xạ nanji <laughs> ni okimashita ka Umeda sensei wa do và tôi, ừm, thì, hôm 7 giờ, 7 giờ, 18 phút, à, vậy, ạ, còn lại số 3 và số 4 cũng là đếm giờ đúng không? nhưng với cách đọc là gỗ và là yong thì không biết mọi người đã hình dung ra chưa? gỗ chính là chữ này, là số mấy nhá số 5 đúng không? Vậy là 5 giờ. Còn nếu mà gọi là 4 giờ thì người ta cũng không đọc là yo mà chỉ đọc là yo thôi mọi người nhá. Cho nên để ý ạ, à, ví dụ như là yoji hay là yonin, 4 giờ này, 4 người này thì chỉ đọc là yo chứ không đọc là yo và chữ tứ như thế này mà người đều biết rồi đúng không? Ok desu ne. Hai, tsugi ikimashou. 3 ban. 3 ban. Daigetsu kekkon shimasu. Hai, omedetou ne. Kekkon shimasu dai get no kana 1 2 3 4 minasan nan comment nhanh nhất là bạn chọn một. bạn vũ thị lân chọn hai. bạn phạm giang chọn hai. ok Hai, đáp án của chúng ta là hai ni bằng dai getsu. Chữ này thì như một số bạn đã comment rất chính xác rồi, đây là từ tháng sau, tháng tới đúng không? Kết cộng là kết hôn, vậy là thông báo là tháng sau tôi sẽ kết hôn đấy. Hai một chuyện rất là vui đúng không? Còn lại chữ số 1, số 3 và số 4 chắc chắn là các bạn cũng đã được học rồi. Ok chưa? Rồi chúng ta cùng check nhá Câu số 1 thì từ này sẽ được đọc là kong getsu. ,ですね kong sự có nghĩa là tháng này, từ số 3 là kong gì mọi người? Chưa đúng không? Kong siêu là tuần này và cuối cùng là dai gì nhỉ? Dai chu là tuần sau. Phải không nhỉ? Tất cả mọi người đều biết ba cách đọc và ba ý nghĩa này rồi đúng không? Chúng ta sẽ ôn lại luôn. Ok, cảm ơn bạn Trần Tuấn, bạn comment rất chính xác rồi. Tháng này, tuần này và tuần sau là lần lượt ý nghĩa của 1, 3 và 4. Arigato. Hay, vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang câu sau mọi người nhé. Câu số 4 thì sao nào? Sato san wa iroiro na michi o shitte imasu. Michi. Đấy. Michi no kanji wa? Sato san wa iroiro na michi o shitte Rồi, ở câu số 4 thì đã có ba bạn đã nhanh chóng comment rồi. Bạn Phạm Giang này, Trần Tuấn này, Hana. Trần Thị Doan và bạn Bùi Tiến Dũng đã comment là đáp án số 2. Ok, có thêm bạn Nguyễn Tường Vi cũng chọn 2. Nghe có vẻ mọi người rất là đồng sức đồng lòng đây đúng không? Anh Sato biết rất là nhiều đường. Ok, Vũ Thị Lân chọn 2. Ừ, bạn Trần Tuấn Dịch rất là chuẩn rồi đúng không mọi người? Từ mi chị là chữ đạo và nó chính là con đường Chitte được là động từ biết Iroiro là nhiều, đa dạng Chủ nghĩ là anh Sato Vì vậy mình sẽ dịch là anh Sato biết rất là nhiều đường Mình hay gọi là thổ địa vùng đất này đấy chứ đúng không? Đó là đường nào người ta cũng biết đi Đường tắt, đường gì cũng biết ạ Còn lại chữ số 1, số 3 và số 4 Đúng rồi, chữ số 1 là chữ tiến, chính xác ạ Tiến là trong từ tiến lên hoặc là tiến bộ Chữ này thì nó có âm cưng đọc là sư sư Trong từ sư sư mự mọi người nhé các bạn có biết từ này không? Sư sư mự là tiến lên phía trước này này Sư sư mi mas Đó Còn một âm ôn thì mình sẽ đọc là shin nhá Shin ví dụ như trong từ shin bộ là tiến bộ chẳng hạn Ok Số 3 là vận trong vận chuyển Hai, Tuấn sang học kanji rất chắc đây đúng không? Chính xác ạ, à? đây là chữ vận trong vận chuyển Nó sẽ có cách đọc là ưng Ví dụ như là ưng đô, vận động Ưng tên, lái xe này Hay là ưng mê, vận mệnh đó, các bạn có biết một số từ vựng đó không? Còn chữ số 4 thì sao nào? Số 4 là thông, chuẩn quá, xứ gội Số 4 là thông trong từ thông qua, thông thường chẳng hạn Chữ này thì có khá là nhiều cách đọc, các bạn sẽ tham khảo nha Đầu tiên nó có cách đọc là ka yo Mọi người còn nhớ từ vựng này không? À, ví dụ như là gakko ni kayote imasu, đúng không? Mình đi học, đi làm đi đến bệnh viện vân vân nói chung là thể hiện những cái hành động với tần suất nhiều lui tới hoặc đi đi về về ok bạn Trung quân Anh quốc cũng comment đúng rồi ạ. Thông là trong thông qua thì thông qua nó sẽ có cách đọc thứ hai này là tô ô sự mọi người nhá. Tô sự. Còn một cách đọc thứ ba cũng là âm ôn của nó chính là sự trong ví dụ như là sự thông thường chẳng hạn. Mọi người nhớ nhá, khi chúng ta học chữ Hán ạ thì mình cần cố gắng nhớ được cả âm cương và âm ôn thì dù có đặt chữ này ở đâu thì mình vẫn biết đọc. Mình vẫn nhớ đúng không? À Tuấn Sang ơi, đồ ô đi cũng đúng nhưng nó không phải là chữ ư nhá mà nó là chữ ô ấy, tức là trường âm ô chứ không phải là ư, được chưa? Nên mình sẽ gọi là đồ ô đi. Đó, đồ đi. Nhớ nhá, không phải là chữ ư đâu, chữ ô. Ok, các bạn cũng đang dần dần vào đông hơn rồi đúng không? Các bạn bên Nhật được nghỉ trưa rồi nhỉ? Chúng ta vừa tranh thủ vừa ăn trưa vừa xem livestream nhá. Sắp thi rồi, cố lên mọi người ơi. Hãy, rồi chúng ta đi tiếp nhá, sang câu số 5 này. số Notoke wa nani nani một câu hỏi đúng không? Toke, mày có nhớ toke là cái gì không? Toke, đồng hồ đúng không? Cái đồng hồ đó thì nó có đang chấm 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 hay không? Ichi bảng, tsuzui ni bảng, ugoi te, san bảng, hatarai te, yong bảng, Ok, có hai bạn comment rồi. Bạn Nguyễn Mạnh Vân chọn 2, Trần Tuấn chọn 3, Bùi Tiến Dũng 3, Lâm Tâm Như 2, Đình Thái 2, hãy 2 và 3 2 và 3 Nguyễn Tường Vi 3, Trương Thiện 2, Phương Nhung 2 Đó, các đáp án đang rất là đối lập nhau đúng không? Hana 2, Nguyễn Văn Phương 2, Đồng Hồ đó đang làm việc không? Quay xe 2 ạ? À? Ừ, phải quay xe nhanh còn kịp nhá mọi người nhá Chính xác thì đây là chữ động động là trong từ chuyển động mà đồng hồ chuyển động thì mình sẽ gọi là đồng hồ chạy ấy, đúng không à, câu hỏi bên trên là chiếc đồng hồ đó có đang chạy hay không và cách đọc của nó chính xác là số 2 ư ừ, go cự ư ừ, goi tệ từ nào các bạn đang chọn 3 thì mọi người lắng nghe phần giải thích này nhé trước số 3 hạt para cự mọi người đều biết nó là chữ động trong từ làm việc đúng không trong cái từ gọi là à, hoạt động làm việc thì nó cũng có cái chữ hán này nhưng thiếu ạ chữ này chỉ là động trong cử động chuyển động thôi còn hà ta đa cự thế sẽ viết trên đây cho mọi người dễ nhìn nhá nó có thêm bộ nhân đứng nữa mọi người nhân đứng tức là phải có con người đúng không nào phải có con người thì mới làm việc được thế cho nên là mọi người nhớ phân biệt thêm bộ nhân đứng thì là làm việc của con người nhớ chưa các bạn chọn ba nhận ra chưa còn lại chữ số 1 cũng có bạn Tuấn rất nhanh chóng comment rồi Chữ dư cự chính là chữ tục trong liên tục hoặc là tiếp tục Chữ hán của nó sẽ được viết như sau Chữ dư cự đây, mọi người nhìn nhá, chữ tục, chữ dư cự là liên tục hoặc tiếp tục. Còn chữ số 4 có ai biết từ này không? Cá vai tức là cao vai cự mọi người. cao cự. Rồi, cao cự chúng ta sẽ có thể nhìn thông qua chữ hán này. Bộ thủy này, bộ nhật này Đây Kawa kỡ Ví dụ như là Nodo ga teita Đúng không? Là cổ họng của mình khô Tức là mình đang khát nước đấy Các bạn nhớ học cái bài là bụng no, bụng đói và khát nước không? Thì chữ kawa đây ạ Là khát nước Ok chưa? Chúng ta đi tiếp nhá Rồi, các bạn cũng đang vào dần dần rồi đúng không? Tiếp theo cô số 6 này Nani nani na tokoro ấy ít câu mệnh lệnh câu ra lệnh hãy chấm 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 Tokoona ít kể ra dạy ý chí bảng an ni bằng gan san bảng an sinh yong bảng gan sinh là bằng đềskhá, minh ạ? Commento xí để kđa Hai, Hana, Ichi, chị Trần Tuấn, ý chị Phạm Giang, ý chị Bùi Tiến Dũng, ý chị Nguyễn Trang, ý chị Nguyễn Nam, ý sai em đốt sách an zen mong là sẽ không phải đốt sách nhưng mà chứng tỏ là cá cá cược thế này là mình gọi là rất đặt niềm tin vào đây đúng không ngôi sao hy vọng đây đúng không Hãy cảm ơn tất cả comment của các bạn nhé. Mọi người đều chọn đúng rồi. Đáp án là số 1. An dệt. Đây là chữ an và chữ toàn mọi người ạ. Nên mình sẽ dịch là an toàn luôn. Hãy đi đến nơi hoặc là chỗ đúng không? Tokodo. Như thế nào? Đến nơi an toàn. Hãy. Còn 2, 3, 4 nào. Ok, chúng ta cùng check nhé Chữ can gen trước này À, có bạn Tuấn comment rất là nhanh rồi Đây là chữ can, chữ hoàn mọi người Còn gen là chữ toàn Nên can gen mình sẽ dịch là hoàn toàn Hoàn toàn Ok chưa? Chữ số 3 là ừ. an chin thì lấy của chữ an đấy luôn An Còn chin chính là chữ tâm mọi người nhé An tâm tức là yên tâm Chữ số 4 can chin Can thì lại là chữ Chữ này không biết các bạn có nhìn thấy không? Vì là viết bảng hơi khó mọi người thông cảm nhá Chữ nó sẽ hơi xấu một chút xíu Dương quan tâm mà, đúng không? Can xin đây là chữ quan tâm Ví dụ mình quan tâm đến một lĩnh vực, một cái chủ đề gì phía trước nhá Là danh từ nhị can xin sư đựa đi Đấy, can xin stay đựa, vân vân Ok, rồi bạn Tuấn cũng có comment chữ can xin hay bạn Hana Thì chữ can này là chữ cảm cũng có mọi người nhá Tức là những từ đồng âm khác nghĩa Nếu mà như CC viết ở trên bảng cam chi nên là quan tâm Còn như các bạn viết thì chữ ca đây là chữ cảm Cảm tâm tức là chúng ta đang ờ, ngưỡng mộ, đang thán phục ai đấy Hay. Ok, vậy mình đi tiếp sang câu số 7 nha Watashi wa isha ni naritai desu Hay. Watashi wa isha ni naritai desu Isha Ừ, ok Ngân Nguyễn chọn 4, che đi trang 4 Bây giờ mới thấy che đi trang này Thiên Long 4, y giả Thủy Như Trương à hay là Thúy Như chọn 4. Tôi muốn trở thành bác sĩ. Y giả, hoa bé chọn 4. Ok. Hay, Nguyễn Mạnh Vân chọn 4. Rồi ok, không để các bạn đợi lâu nữa. Chính xác phương án của chúng ta là 4. Y giả. Chữ y, đây là y, còn chữ này là giả. Giả tức là con người ấy mọi người. Y giả thì có nghĩa là bác sĩ. Câu này đơn giản thôi đúng không? Tôi muốn trở thành bác sĩ. Ok, cảm ơn bạn Lân này, bạn Tường Vi cũng đã comment ý nghĩa rất chính xác rồi. Tôi muốn trở thành bác sĩ. Còn lại số 1, 2 và 3 thì đều không có chữ Hán này nên là chúng ta không được chọn nhé. Còn lại cho các bạn tham khảo thêm thì chữ số 1 và chữ số 3 có một chữ Hán cũng khá là hay ho. Đúng không? Một chữ hoàn toàn mới thì âm Hán Việt của chữ này là chữ tượng và nó sẽ có cách đọc là Takumi mọi người ạ. Nó là một tính từ đuôi na nhé Takumina là những người mà họ lành nghề, họ có kỹ thuật giỏi, họ có tay nghề cao á, thì gọi là Takumina. Nhưng tuy nhiên thì nó sẽ không thể ghép tạo thành đáp án, tạo thành chữ hán số 1 và số 3 được. Nên là chúng ta chọn không sai. À, chúng ta chọn sẽ bị sai. Ok, tiếp tục sang câu số 8. Yamada-san wa kuroi satsu o kite iru hito desu. Kuroi, Màu gì mọi người nhỉ? Nói về màu sắc nhá Màu Anh Yamada thì là người Đúng không? Đây Người như thế nào? Người đang Đang mặc đúng không? Kimas, Kido Đang mặc chiếc áo màu gì các bạn? Chọn được màu gì thì nhớ comment tên của màu đấy luôn nhé Bạn Mâu Phạm đúng không ạ? Chọn 4 Nguyễn Mạnh Vân chọn 2 Vũ Thị Lân chọn 2 Nguyễn Thúy 2 rất là tốt ạ, à. cảm ơn các bạn. Ồ chính xác. Đây chữ Hán Việt là H có nghĩa là màu đen đúng rồi. Khử đội nè, khử đội là màu đen. Vì vậy mình sẽ dịch anh Yamada là người đang mặc áo màu đen. Còn lại số 1, số 3 và số 4 là màu gì nhỉ? Ok, Trần Tuấn vẫn là người nhanh nhất. Số 1 là Akai cây, số đấy nè. A là màu đỏ này. Số 3, Shiroi đội là màu trắng và cuối cùng là mùi cuối cùng màu gì nhỉ? À ui, 네. À ui, là màu xanh, xanh lam, xanh dương mọi người nhá. Hay ok. Rồi chúng ta chuyển sang câu số 9, Kyone no natsu basu de Nihon nani nani shimashita. Kyone no natsu basu de Nihon nani nani shimashita. Đúng rồi, chúng ta phải ôn N4, N5 thì để thi N3, đúng không? Phải có gốc thì mới đi lên ngọn được Mặc dù có vẻ là các bạn sẽ cảm thấy hơi dễ nhưng mà đừng chủ quan mọi người nhé. Nếu mà chúng ta làm chắc được từ những phần dễ thì mình sẽ có thể có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ các phần khó. Rồi, rất nhiều phương án đã được đưa ra, các bạn đều chọn số 4, Dio Cộ. Hãy, hè năm ngoái tôi đã đi du lịch Nhật chuẩn rồi. Dio Cộ là đi du lịch đúng không? Kyone no Natsu là mùa hè năm ngoái này. Tôi đã đi du lịch Nhật Bản bằng xe buýt. Bằng xe buýt. Ok rồi, vậy là chúng ta đã giải quyết xong câu số 9. Tuy nhiên thì mình nhân tiện đúng không? Mình ôn lại ba đáp án còn lại. Rio là nấu ăn mọi người nhá. Sampo là đi dạo này, còn Renshu là luyện tập. Hay, rồi câu số 10. Ừ, câu số 10 nhá. Kyu kai ma de nani nani de ikimashou. Ok. Kyu kai là một cái dấu hiệu để giúp chúng ta chọn đáp án dễ hơn. Kyu kai là tầng số 9 mọi người nhá. Vậy mình làm thế nào nhỉ? Để có thể đi lên được tầng số 9 Ok rồi, bạn Trần Tuấn này, Hải Hà, Hana Bùi Tiến Dũng, Dương Công Quản, Nguyễn Mạnh Vân chọn 4 Phạm Giang 4, EDB tạ Nguyễn Mạnh Vân 4, so this next. Đúng rồi mọi người nha, phương án số 4. Cái này là thang máy đúng không? Mày có nhớ nghĩa không? Thì câu này dịch đơn giản thôi là chúng ta cùng đi lên tầng 9 bằng thang máy nhé. Cách thức phương tiện. Đấy, được chưa nào? Còn lại, Apa à, à tổ là cái gì nhỉ? À d ba à tổ trước nhá, số 1. d ba à tội là những cái trung tâm thương mại mua sắm đấy, đúng không? Số 3, apa tội là căn hộ, còn party là party là bữa tiệc. Đi bằng thang máy chính xác. Ok chưa? Rồi, rất là nhiều bạn comment đúng rồi, chúc mừng mọi người nha. Đấy là chứng tỏ kiến thức cũng chắc rồi đây đúng không? Còn cần chuẩn bị một cái gọi là tinh thần thép nữa thôi để chúng ta sẵn sàng chiến đấu với kỳ thi thôi, đúng không? Ok, rồi Cc à, nói qua một chút xíu cho bạn nào có quan tâm, có hứng thú thì mời có thể tham khảo nhé. Đó là có một lớp mất gốc tổng ôn N5 và N4 dành riêng cho các bạn sắp tới. À, nội dung là giúp các bạn hệ thống củng cố toàn bộ lại kiến thức nền cơ bản này. Mục tiêu là các bạn có thể nắm được kiến thức nền tự tin học lên trình độ tiếp theo là trình độ N3 đấy, được chưa? À, hình thức học đó là sẽ kèm trực tiếp qua Zoom với sĩ số lớp tối đa là 20 học viên thôi. Đấy, nếu mà bạn nào mà có mục tiêu muốn uh, học lên N3 này, muốn thi uh, kỳ thi tháng 12 sắp tới nhé, thì mọi người có thể tham khảo lớp học này. Đó là có lịch học 19 giờ đến 21 giờ từ thứ uh, thứ 2, tư 6 hoặc là 3, 5, 7 tùy vào lịch trình mọi người sắp xếp cá nhân nhá Học phí thì chỉ có 2 triệu thôi. Nếu mọi người đăng ký sớm còn slot thì chỉ còn có 1 triệu rưỡi ạ. Đó, các bạn tham khảo thêm nhé. Nếu mà có thắc mắc hay có quan tâm hơn thì mọi người nhắn tin về page của Dũng Hoa đi. Ok, còn nửa sau rất là 10 câu còn lại có thể mức độ sẽ khó hơn một chút xíu thôi và các bạn sẽ cùng đồng hành với thầy Umeda nhé. Chúng ta sẽ cùng giải quyết thêm 10 câu còn lại này. Hãy vào đi mà cho. Hai, minasan. À, xin chào, cảm ơn các bạn. Hai, à, minasan, ohai yo gozaimasu. Ok, từ đây mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Đây, đây có câu này. Tanaka san wa akai nani nani o kiteimasu. Tanaka san wa akai nani nani o 来ています。<あ>だぜいにょ、おらいこ、ドント、来ています。来ます。ら、ま、チュンタ、ま、ずい、チュンタ、ま、かいずいにょ。メガネ、帽子、靴、はら、服。あ <laughs> はい。お、もう一個、ちョン、ソーボン、ソーボンにゃ。おい、クワンさん、ソーボン。アインタナカラ、マクド、マクマウド。いいですね、ランさん、アインタナカラ、マクアウマウド。はい、チャンさん、ソーボン。 そうですね。服です。フはい。このメガネラカジニョ。メガネ帽子、靴ークツラカジニョ。このウィッグウィッグウィッグウィッグウィッグウィッグウィッグウィッグウィッグウィッグウィッグウィッグウィッグウィッグウィッグウィッグウィッグウィッすウィッグウィッいウィッグウィッグウィッグウィッウィッグウィ チャラソモキンソハイムソ,ソバザイそうですねはいそうですメガネをデオキンラかジデオキンラメガネをかけます、はい、メガネをかけますねドムは帽子を,どいをかぶります帽子をかぶります 別はかぶりますねというも靴をデザイン履く履く靴を履きますはい履きますもう一個にゃちょっとファイスズンドンと履くにゃはいほら靴を着ますに、ね、<laughs> はいいいですかおっホワンさんいいですねメガネをかける帽子あファイコちょっとおにゃはい靴を履くはいありがとうございます ちょっと変な味が何々ちょっと変な味。ちょっと変な味が何々おい、もう、ハイバーハイラボン。このコーヒー、先生くん、ザッティカフェ。ハンガイ先生ンハイカイ。ハイコックカフェ。先生くん、カジニオ、ザリンコン、リンコン、ね、ラ <laughs> イ、はい。

音。音が何。なになにうん。もぐい、もぐい、そばにょ。しますね。あ。きます、みます、います。うん。うぞい。しますね。味がします。コーヒー。匂いがします。コームーはい。音がします。ね、大抵、天丼。はい。ちゃん,はん。しますね。きますら、でん。みます、せん。いますら。 ああ、こうぐい、こうぐいよ。はい。で、な、たぱんどんなそばにゃん味がします。はい。カフェない、こう、こうび、ほいき。ちょっと変な、ほいら。ててよ、父、らぼうない。父は、毎朝、仕事の前に運動をする、何々があります。はい。毎朝、仕事の前に運動をする、 何々がありますもんごい,い、コーは、フォンアンドゥンそうなよ。経験、習慣、規則、入ら、興味。はい。クイーさん、チョム、ソハイね。運動、ら、カイや。運動ド。バン運動ですね。ディー,ータジム、はジョギン、チャハン、チャハン。はい。僕は、トイ、毎朝、 mỗi buổi sáng hàng ngày tập thể dục đó trang sản số 2, tuấn sản số 2 ok ok <coughs> những hành động mà người rất hay làm lặp đi uh, lặp lại hàng ngày đó là thói quen đúng no. không thói quen thói quen trong tiếng nhật là trong thói quen thói quen trong tiếng nhật là sư nhé thói quen thói quen thói quen thói quen thói quen thói quen thói quen

入ったらダメです。お、ね、らカンバオニャン、コクイリンダえ、規則です。興味、ら、ミ、ラいホイ関心、関心がある。今、こゲラ、フントウ、フントウ、ハイラ、げらコゲクワントム。はい。いいですね。ドアンさん、あドアンさん、いいですね。ウェッカインギア、バトル、ね、キング、クイタク、ソーティッ、アー、ソーボン、キョウミ。ソーティッチョンテネラ、ら趣味、ソー、シュミ、ホイゾン、ニャ どんさん、ソティラチョンラ趣味興味やコンラフントはいントウ。いいですかってったよ、チョン楽しみにしていたコンサート、コンサートに行けなくなって、とてもにうてな、とても何々です。はい。楽しみにしていたコンサートに行けなくなって、 tốt tế mô nà ni nà ni desu Hai Mọi người có hiểu ý nghĩa của câu này không ạ? Tanoshimi ni shite ita là Cái gì? Ha san sô mo Rồi, so mo có nghe là Tuan san sô mo Nhưng mà có nghe là giang san sô mo Đúng rồi, ike na ku na te hong di dok nua rồi Hong di dok nua cái gì? Là concert là hòa nhạc Buổi hòa nhạc Rồi,

à, tiếc à, số 2 an tâm yên tâm số đấy số ba là xin bay là lô lán này số 4 à, số 4 không phải là cảm giác mà là tính cách của người nhé nghiêm khắc nghiêm khắc. khắc hay số đấy khó tính ừ, khó tính ừ. cũng cũng có thể nói là khó tính hay là nghiêm túc rồi tiếp tục nha cô mày năm này cô nó no robot và bắt đầu mà học IT このロボットは人、うん、会話することができます。会話らかいじいらい。はい。会ロボットない。こてえらもかいじい。うん、むい。はい。ぐいさん、そうぼうない。こないくむぜいにょ。会ロボットない。こてえ。のいちゅえ。ぶいぐい。はい。くんぶい。ひんさん。 trong số 4 ha sản trong số 4 đúng rồi ở đây chúng ta muốn một chút từ mà thể hiện tối thượng làm cùng hành động đấy ừ. cùng thể cùng thực hiện hành động tôi là chút từ nào ya o e hay là to tổ sản số so 4 bon, chân sản số so 4 bon. con robot này có thể nói chuyện với người đúng rồi quý sản hãy sau đây xin đi từ to đây xin ちょっとね、くんこんいげら、あ、りえっけ、いまくんこんいげら、かじにょどいとん、どいとんてひん、カジニョ。んはいイドンくんみょん、くんぼい。はい。こんばは、さわない。すみません。えもい。いちごのケーキとチョコレートのケーキを二つ、ないないください。こんない。もういこ、ちょんばい。ティ t2 ほんか、t2 ほんか。 こみません。これは信頼のない人は、チョンテンベティケル。あいおい、えもい。いちごのケーキとチョコレートのケーキを2つ何にください。チャンさん、そば。ハーさん、そもっと、そもな。ゴンさんそう、はい、そーはうん、2つがください。ウィーさん、そーはい。 quy sản trọng số 3 ờ, uh, trang sản số 2 Ồ, wow, thế à? Mỗi người trả lời khác nhau <laughs> À, ok, ok Ichigo no keki là bánh kem dâu tây Còn à, so, chocolate là chocolate này. này Có hai cái à. Tức là à, quý khách này nói là Em ơi, à, lấy cho anh uh, bánh kem Bánh kem dâu tây và socola Mỗi loại hai cái もう色合い入るいいかいちょんて,てにゃらずい。ちょっと難しい <laughs> はい。もう色合いはいかいちょんてにゃら2つずつにゃ。2つずつ。はい。あ、オッケーオッケー。二つずつ。一人、一人三つずつです。ほんげら、もいんごいばかい。ちゃんはん。おちょっとこの分難しいかな。たっぱんぼんてぃざーだおへ。ほんげら。 などあなどなどてら、こんげら、チャンハン、ハイラ、ナオラ、ナオラ、ウィズ、オライコ、バインケムザウタイ、ナオラ、バインショコラ、ティチョンテニアラ、こコニワ、イチゴのケーキやチョコレートのケーキなどがあります。はい。などこんげら、ニューテニア。ケ、はい、朝,朝、私はいつも、 banana shika, này này, banana shika, này này, rồi, các bạn đang học, uh, à, nôn bón thì biết nhá, banana shika, shika đi voi à, té, Te phun lin, té phun lin, mà xin hay là, này, mà xin hay là, này, này, Kui-san ba, Quan-san so ba này, Chan-san ba ジャンさん、そば。あ、ほいぜ、エコは先生だ。ほんねん、おいかね。<laughs> ごめん、ごめんなさい。はい。ハ、は、ー、あ、さん、そば、こげらこんない、こげらッ OK。そうですね。3番です。はい。朝、私はいつもバナナしか食べません。ボイサンティ、トイチ、トイチ、アンナ、ワチ、ワイトイ。はい。もう、いざて、ホマか。ただ、バナナしか食べません。はい。ね、食べます。 バナナしか食べます、うん。バナナだけ食べます。だけって言うら食べます。おけーーにましか、ってファイラ、テーフねリン、ネ、ね、ラ、そもなラ、サ食べることができます。ね、クンホファイフ、ね、そう、ボンかもしれません。センコらラ、コレラ。な、ライコ、マセネラ、ホイン,ン、ねま、インギア、タラ、ホファイラフ、フーリコレ、はい。

うん、パンですね。うん、パン食べます。あおにぎりも。あ、そうおにぎりそう。カムナムカム、はい、ナムカムナムカムナムおにぎりはムナムカムナムカムナムカムナムカムナムカムナムカムナムカムナムカムナムカムナムカムナムカムナムカムナムカムナムカムナムカムナムカムナムカムナムカムナカムナムカムナムカムナムカナカナカ あんたなかだのちゅえぼえいかいさ。はい。あんたなかほいら、すみません、郵便局、なになにか。あんかいさっちゃろいら、あの白いビルの前にありますよ。はい。ちょんたふい、さっせ、トゥトゥない。トゥトゥ。みなさんわかりますかクイさんちゃろい、ボンモッバハイ。おう、ボンモ Ba hai Ồ, thế à Ok, mọi người khác thì sao? Trần sẵn số hai oh, Ồ, à, có nghĩa là số hai đến ở đây à? Ok, ok Ngốc sẵn bốn một, ba hai Rồi, quy sẵn à, Viết ý nghĩa là bưu điện thì ở đâu ạ? À? Tuấn sẵn bốn một, ba hai Quan sẵn cũng vậy Bốn một, ba hai này Đúng rồi ạ à. Ở đây là số ba đến đây Và thứ tư là hãy sắp xếp là bốn một ba hai nhé rồi tức là anh cảnh sát này trả lời là ở à, chút cái tòa nhà cái cái tòa nhà màu trắng kia nên là có nghĩa là anh tanaka đang hỏi vị trí của bưu điện này bưu là bưu điện bưu điện ở đâu Trong tên nhạc là à, ở đâu thì là Trong tên nhạc là A đâu là là ở là ở là ở đâu là ở đây có này Nên là chúc ca phải là arimasu ah, là số so 2 doko ni nên là mo ba và ở đây có chủ ngữ bưu bin kyoku nên là sau đó chúng ta muốn trụ từ và này. Bom, mo, ba này bốn hai nhá hai không có gì cả <cười> <cười> tiếp theo câu hỏi chính này hai ở đây có lại like, oh. sensei đã từng giải đáp bài này trong livestream đấy もうハイちょっとョいはい、ファイ。カッパンダーニョーホームヨー。ラはハイコンガイいイ。で、ラリサーバーヨーコ。はい。エムリサー今日の午後は映画を何々何々に行きませんかそんなエムヨーコちゃあろいら。ええ、そうしましょう。うう、テリーヨーコだんどんいない。ズーケリーノンドンゾイ。ズンゾイ先生や。リサーズーヨーコリーリーリー À, anh Úc sản ba hai ba hai à ba hai oh dạ, vậy Quy sản cũng vậy ba hai tuấn sản ba nhưng mà không nghe là giang giang sản ba rồi nếu mà có thời gian thì à viết cả ý nghĩa thêm nhé ý nghĩa câu này nhé đi xa thật là đang nói gì các bạn mọi người đều có ý kiến giống nhau rồi

đi đến a thì trong thế này là e a. mà e a, a, a. ikimas là đi đến a này e phải là một danh từ thể hiện vị trí hay là nơi chỗ này đó thì e ikimas là nên là chúng ta muốn e ở đây là số một ở đây nhá để chúng ta muốn một danh từ thể hiện vị trí và chúng ta có khi xa tên ở đây này là quán cà phê này nên là đến ở đây nên là auto auto số 2 là ở đây nhá sau đây các bạn có nghĩa là sau đó Tức là ờ, uh, cô ơi Chiều nay mình đi, chúng mình hai đứa đi xem phim Xong là sau đó đi cà phê không Đó, ý nghĩa là như vậy ạ Ba hai bốn một nhá à. Chiều nay xem phim xong là sau đó đi quán giải Giải khác không ừ, quán giải khác, quán phê, quán... à, <laughs> nó không? là khao vác cả, giải khát, ủa người Việt Nam nói như thế à, oh, quý san, mình cảm ơn nha. タ <laughs> ーティンコは本来コはいまいコはいないコハイいイラ <laughs> はいハイングアーバーベータイサーテーマバイナイティアーバーベーニョウメダトニンウメダニャウメダバニン先生をオライニャ梅田。ダいにんら、ニンラその何何何何買いましたニン先生ちチャロイラ大学の本屋で買いましたはい Bài này cũng dễ đây mọi người ơi Đó, nhanh lên sắp xếp và vào comment nha Tuấn San hai mộ À, hai mộ, Ồ, ok, ok, thế à, Ồ, hai, hai, hai. à anh Ngốc San Quảng San Giang San cũng vậy Hai mộ Ok Umeda và Ninh sensei Đang nói, nói chuyện cái gì? OK, トワンさん茶碗いら、サイドーダームーウラバイ。おう、ウメダ、ウメダノイテア。OK。これ、サイドームーアウラウバイ。うん。そうですね。はい。<c oughs> バッあ、ニンさん茶碗い大学の本屋で買いました。はい。みんな、ムーアを、ヒューサイ、コイイを、トロンライホー。ねら、ウメダダンホーいら、ムー、ノー、ムーアノーウラウ。ムーサイドウラウ。はい。 むわおらうていらちょんてにゃあ、どこでどこで買いましたか買いましたかはい。ねんらちょんたんむもね。どこ、どこで買いましたかにゅんまあ、ムわ買いずいら。これ、さいですね。その本は、その本はどこで買いましたかはい。その本はどこで買いましたか、はい hai rất dễ hiểu luôn hai một bốn ba nhé hai ý các đúng rồi đáp án cũng cũng như vậy sorry mọi người hơi hơi khó xem hai một bốn ba nhé hai Ok, mọi người có hiểu không? Nếu mà có điểm khó hiểu thì vào comment nhé Hai. Lại mình và cô, à, cô Ninh sẽ giải đáp cho các bạn rất là dễ hiểu rồi đúng không mọi người? Đấy, <laughs> <laughs> rồi cuối cùng thì sẽ có một danh ngôn nho nhỏ muốn gửi tới mọi người như sau. Hãy À chúng thể nhận tục là Seiko suru made akiramenai. Tức là cho đến khi mà chúng ta Seiko mình thành công, mình giật được tấm bằng GMT thì mình nhất định akiramenai, không ừ. được từ bỏ, không được bỏ cuộc đâu mọi người nha Đúng rồi. Ok. Hãy Mộng vay làm thắp bại cũng không được không được từ bỏ nhá. <laughs> hãy sai của mà đấy, Ok, rồi cảm ơn tất cả mọi người vì ngày hôm nay đã tham gia livestream của Dũng Mori và các bạn nhớ hệ lịch nhá. Tất cả các buổi sáng trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu và đầy đủ tất cả các cấp độ các kỹ năng thì Dũng Mori sẽ có livestream để ủng hộ tinh thần cũng như là giúp các bạn ôn tập lại, sẵn sàng chiến đấu với kỳ thi thật GMT sắp tới và mong mọi người sẽ tham gia và ủng hộ với Dũng Mori chúng mình nhá. Ok, kia wa đến de owarimashita. Cảm ơn Bye bye. Mata